ngày 15 tháng 17 năm 2017, cha Luca Nguyễn Văn Định, lúc đó là cha chánh xứ giáo xứ An Lập, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và trao văn thư bổ nhiệm quý chức niên khóa 2017-2021. Tại thời điểm đó, giáo xứ An Lập vẫn còn 4 họ, bao gồm nhà xứ Lập Trại, bây giờ là giáo xứ Lập Trại, giáo họ Bơn Làng, bây giờ là giáo xứ Bơn Làng, giáo họ Bơn Trại, giáo họ Hậu Trung. Dưới kim chỉ nam của giáo phận và đặc biệt là dưới sự đồng hành của cha chánh xứ Luca Nguyễn Văn Định, ngay từ khi nhậm chức, quý chức đã tỏ rất rõ sự nhiệt thành hăng hái trong công việc được giao. Đối với giáo họ nhà xứ An Lập, đây được coi là khóa ban chấp hành có số lượng người tham gia đông đảo nhất, qua đó thể hiện sự mong mỏi tham gia gánh vác công việc chung của mỗi cá nhân trong giáo họ. Và từ đây, trang sử hào hùng của giáo xứ lại được viết thêm một trang mới đầy tươi trẻ, điểm lại các dấu mốc trong công cuộc xây dựng đức tin và vật chất trên quê hương An Lập này. Chúng ta không thể không nhắc đến những truyền thống cốt lõi mà cha ông chúng ta đã để lại, như việc phát triển đoàn hội, đẩy mạnh tìm kiếm nâng đỡ các ơn gọi và cách đặc biệt là đời sống thiêng liêng, kế nhiệm đức ông Thomas. Cha Luca cùng ban hội đồng mục vụ giáo xứ đã luôn đặt việc xây dựng đời sống đức tin và kiến thiết giáo xứ một cách đầy khôn ngoan. Hình ảnh một giáo xứ kỳ cựu luôn nhiệt thành và đông đúc luôn được tái hiện đầy đủ trong mỗi thánh lễ trọng như tuần trầu lượt, Giáng sinh và Phục sinh. Bên cạnh đó, cũng là một giáo xứ có hệ thống tổ chức các sự kiện hiện đại hàng đầu giáo phận. Điều đó cũng đã được chính những người tôn giáo bạn tại địa phương thừa nhận. Ngày 6 tháng 1 năm 2019, giáo xứ ngậm ngùi chia tay cha Luca, vâng lời bề trên bài sai về nhiệm sở mới. Và các em thiếu nhi thân mến, giờ đây chúng con có hứa với cha là chúng con ngoan ngoãn hơn không nào. Rồi cảm ơn chúng con. Cha cũng kính chúc tất cả chúng con thiếu nhi thánh thể giáo xứ năm mới đầy tràn ơn Chúa, đầy tràn ân lộc, và nhất là biết noi gương Chúa Giêsu thánh thể hơn để sống xứng đáng với danh nghĩa là thiếu nhi thánh thể của mình. Và cũng chúc cho chúng con mỗi ngày càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức thánh thiện trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt mọi người. Và một lần nữa, trong khi tôi được Đức Giám Mục sai về đây với cộng đoàn giáo xứ hơn 4 năm qua, chắc chắn tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót cách này cách nọ, có thể làm cho quý cụ quý ông bà và toàn thể anh chị em phiền lòng cách này cách nọ. Thì giờ đây tôi cũng thành thực xin lỗi tất cả quý cụ quý ông bà và toàn thể anh chị em lượng thứ cho tôi, bởi vì tôi cũng là con người, mà con người thì nhân vô thập toàn, cũng có những điều thiếu sót, có những điều nóng nảy, có những điều có thể làm cho mọi người không hài lòng. Thì giờ đây cũng xin thành thật xin lỗi tất cả. Hai ngày sau đó, giáo xứ lại hân hoan đón cha Hieronymo Nguyễn Ngọc Hinh về làm cha chánh xứ giáo xứ An Lập. Với sức trẻ và kinh nghiệm mục vụ, cha xứ đã cùng ban hội đồng mục vụ giáo xứ vạch ra những đường hướng phát triển, và đặc biệt là dự án quy hoạch khuôn viên giáo xứ vô cùng tốt đẹp mà được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay. Không mất nhiều thời gian,
Ban chấp hành giáo họ nhà xứ đã cùng với cha xứ tiến hành thu vén, mở rộng khuôn viên thánh đường và đặc biệt là khởi công xây dựng ngôi nhà chung của giáo xứ với thiết kế 4 tầng và 1.200 m² mặt sàn. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của quý chức đương nhiệm lúc bấy giờ, không ít những bà con giáo hữu đã có những chia sẻ vui vẻ như sau. Một giáo dân trong giáo xứ An Lập, cái khóa 2017 và 2021, thì đại đa số giáo dân là nhìn nhận các vị làm việc rất là tốt, có tinh thần rất là cao, có sự đoàn kết trong giáo xứ đó họ. Cụ thể là tất cả các ban ngành, trống lớn cho đến kèn, cho đến các em ban ca, rồi thì các cái bậc phụ huynh cho đến các cái giới trẻ là đều hoạt động rất là tích cực, rất là hăng say dưới sự lãnh đạo của các vị đứng đầu là vị chủ chánh cho đến các vị trùm, rất là hăng say trong cái công việc. Mà cụ thể như là cái thời gian vừa qua thì một cái công trình lớn như thế nhưng các vị lại rất là hăng say, nỗ lực, có sự đoàn kết cả trong nội bộ cho đến giáo dân giáo xứ, phát triển mỗi một ngày một tốt đẹp cho giáo xứ giáo họ. Hồi tôi cũng là một vị giáo dân, như thế là quay ở trong giáo họ nhà xứ, như thế là việc cảm thấy như thế là cái khóa vừa qua là được tất cả, như thế là quay trong ban chấp hành, như thế là thứ nhất là đoàn kết, thứ hai nữa như thế là tinh thần hăng say, như thế là quay là đưa đến cho giáo xứ giáo họ, như thế là quay một cái thành quả như thế là rất là quý. Chung là nhìn nhận chung ấy thì trong giáo xứ thì lúc nào cũng có những người gọi là phát triển và chấp hành là vào ban chấp hành rồi vào trong xây dựng giáo xứ giáo họ. Nói chung là trong khóa nào cũng là tốt cả. Như khóa 2017-2021 này ấy, thì nói chung là tôi thấy rất tốt đẹp. Mọi cái là đều là êm xuôi cả. Giờ cũng là mãn khóa của các vị thì chúng tôi cũng trong giáo xứ họ cũng là người cá nhân của giáo hội xứ giáo họ thôi, nhưng mà cũng cầu chúc cho các vị sang cái đợt này nghỉ trong cái khóa vừa rồi thì cũng là hăng say phục vụ cho giáo xứ giáo họ mỗi một ngày một thăng tiến hơn, và cũng cầu chúc cho gia đình của các quý chức mỗi một ngày một phát triển tốt đẹp cả đạo cả đời, cũng cầu chúc cho các vị như vậy. Thì cũng chúc bình an tất cả, như thế là quay là mọi người, như thế là trong gia đình và trong giáo họ, như thế là quay là mọi sự như thế là quay là tăng tiến và bình an. Nói chung là trong cái thời gian này thì các vị đã nghỉ nghe chưa, thôi thì tinh thần là không còn làm nữa, nhưng mà cái tinh thần về để xây dựng giáo hội giáo xứ thì có nghĩa là vẫn còn tốt đẹp cái gì. Thế thì chúc các vị là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì luôn phát huy cái tinh thần mình đã làm được để mà xây dựng giáo xứ giáo hội cho tốt đẹp hơn nữa. Kết thúc 4 năm trên vai trò là những người trực tiếp gánh vác công việc chung, nhiều quý chức đã không khỏi bùi ngùi, xúc động khi chuẩn bị công việc mãn hạn của mình. Từng hơi thở, từng bước đi của quý chức đã gắn liền với ngôi thánh đường này trong suốt 4 năm qua. Giờ đây nhìn lại chặng đường hồng ân mà Chúa đã thương ban cho quý chức qua sự tín nhiệm của cộng đoàn dân Chúa, chúng ta hãy hiệp ý cùng quý chức trong thánh lễ tạ ơn trao văn thư mãn nhiệm do cha chánh xứ Hieronymo chủ sự. Nguyện xin Thiên Chúa là cha toàn năng hằng hữu tuôn đổ muôn ơn lành trên quý chức và gia đình qua lời chuyển cầu của Đức Maria bổn mạng giáo xứ. Thánh Từ Đạo Quý Hương Đa Minh Bùi Văn Úy.
Kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 19 mùa thường niên 5B. Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, cơm bánh vẫn luôn là lương thực cần thiết cho cuộc sống. Từ nhu cầu tự nhiên này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hiểu rằng, Người là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Hôm nay, cùng với Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ An Lập, Ban Hội đồng Mục vụ và Quý trưởng Ban ngành Đoàn hội Giáo họ Nhà xứ nhiệm kỳ 2017-2021, chúng ta chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã thương ban cho quý chức. 4 năm trong trách vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho quý chức, ngang qua sự tín nhiệm của cha xứ và toàn thể cộng đoàn, biết bao những hy sinh vất vả mà quý chức đã trải qua. Thành công tuy nhiều, nhưng khó khăn thách đố cũng không ít. Hiệp với toàn thể quý chức, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý chức, dù đã kết thúc nhiệm kỳ, nhưng vẫn sẽ luôn hăng say phục vụ cộng đoàn như những chi thể sống động của Đức Kitô. Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta cũng luôn biết cộng tác với Thiên Chúa trong công việc phục vụ nơi giáo hội địa phương là giáo xứ chúng ta. Với tâm tình đó, xin mời cộng đoàn đứng sốt sáng tham dự thánh lễ. Xin mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta quy tụ về dâng lễ Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Và trong tâm tình nhật thông, chúng ta tạ ơn Chúa cùng với Ban chấp hành Hội đồng vụ Giáo xứ An Lập cũng như hội xứ An Lập nhiệm kỳ 2017-2021. Tạ ơn Chúa với khoảng thời gian Chúa trao cho nhiệm vụ và hôm nay đã mãn nhiệm. Tạ ơn Chúa. Những xin ơn Chúa ban muôn lành cho tất cả quý chức và gia đình bình an mạnh khỏe, và với ơn Chúa chúng ta hăng say hy sinh phục vụ Chúa trong cuộc sống mỗi ngày được bình an hạnh phúc hơn trong chính chúng ta, trong gia đình cũng như trong đoàn hội giáo xứ họ ta bình an hiệp nhất và thăng tiến hơn mọi mặt. Và với tâm tình hiệp thông, chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình hiệp ý xin thăm lễ hôm nay, đó là giáo khu Đông Thành. Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn ông Du Xe Trúc, cũng như gia đình xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân dịp dỗ mãn tang là 3 năm. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các linh hồn.
Vì để lời cầu nguyện của mỗi người được Chúa nhậm lời, chúng ta thành tâm ăn năn thống hối tội lỗi của mỗi người chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi nàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dân. Chúng con cả người Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong cuộc hành trình lên núi Khô-rết, ngôn sứ Elia đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: Lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn. Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng, trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại lần nữa đụng vào ông và nói: Dậy mà ăn,
vì ngươi còn phải đi đường xa. Ông dậy, ăn bánh và uống nước, rồi nhớ lương thực ấy bổ dưỡng. Ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm tới Khô-rép, là núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Các bạn nên thứ mà xem cho biết Chúa thiền hảo thầy, phúc ai tìm nương tựa Ngài. Các bạn nên thứ mà xem cho biết Chúa thiền hảo thầy, phúc ai tìm nương tựa Ngài. Tôi chung tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Ngài. Trong Chúa hồn tôi hạnh diện, bạn nghèo hay nghe và hay mừng vui. Bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau tán tạ danh Ngài. Tôi khấn cầu Chúa chi từ, Chúa đã thương nghe che chở đời tôi. Hãy hướng về Chúa vui mừng lên, bạn không hô người bẽ mặt. Chúa cứu người trong khổ sầu, thoát mọi lo âu khỏi cánh bể dầu. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái sầm sì phản đối,
Bởi vì Đức Giêsu đã nói: tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói: ông này chẳng phải là ông Giêsu con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông lại nói tôi từ trời xuống? Đức Giêsu bảo: nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ ơn từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, hễ ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng là hội đồng mục vụ giáo Sơn Lập, hội đồng vụ họ Sơn Lập niên khóa 2017-2021. Chúng ta cùng quy tụ về đây tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta có Chúa Jesus Kitô. Ngài là đường, là sự thật và sự sống cho mục của chúng ta. Thế khi nói đến cái sự sống thì con người chúng ta cần có con việc làm để có của đối thân mới sống được. Thế nhưng cuộc sống chúng ta biết rằng đâu phải chỉ cần có của ăn nuôi thân, nay còn mai mất. Cuộc sống như vậy, nay còn mai mất. Mà cần phải có cái lương thực trường tồn mà Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay: ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng đến từ trời cao, Ngài thuộc về thế giới thần linh và vượt trên tất cả mọi người. Và Chúa cũng là đấng thông truyền cho con người chúng ta một cách trực tiếp về Thiên Chúa, về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Như tin mừng Gioan đã nói về sự sống đời đời, nghĩa là sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Tin mừng theo Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy như thế. Thế về sự sống đời đời thì Chúa Giêsu đã khuyên dạy mỗi người chúng ta là ai làm điều lành ấy, thì sẽ sống lại để được sống, và ai làm điều dữ thì cũng sống lại để bị kết án. Đấy, nói với sự sống đời đời. Và chúng ta còn nghe lời Chúa dạy nữa là hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang đưa đến diệt vong, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống. Đấy, Chúa dạy ông ta. Và quả thực chúng ta thấy khi nói về việc lành thì Chúa dạy ông ta phải học tập với Chúa để biết phân định đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai.
để cố gắng làm việc lành và lánh điều dữ. Và Chúa nói chúng ta khi vào cửa hẹp đấy, thì chúng ta thấy cửa hẹp ở đây chính là cái đời sống chứng tá, dấn thân phục vụ trong hoạt động tông đồ của mỗi người chúng ta. Ai thích thoải mái thôi, ai thích dễ dãi thôi, nhưng không ai muốn vào cửa hẹp. Trong cái tinh thần dấn thân phục vụ theo thần của Đức Giêsu Kitô, tin Đức Giêsu Kitô, dẫn thần vụ theo đường hướng của Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta thấy cái đời sống chứng tá rất quan trọng. Dẫn thần phục vụ, những đời sống chứng tá rất quan trọng. Chính vì thế đấy, Đức Thánh Cha Ngài nói trong việc giao giảng tin mừng cần phải có chứng tá đức tin. Và Ngài giải thích đấy, nếu như không có chứng tá đức tin thì không thể làm bất cứ một cái việc gì được. Và không có chứng tá của Đức Kitô thì việc làm của mọi người không phải là hoạt động làm chứng cho tin mừng, mà là chỉ là cái hoạt động xã hội mà thôi, chỉ là đơn thuần xã hội thôi, mặc dù là tốt, thế nhưng là không mang cái chiều kích cái sự sống thiêng linh, sự sống đời đời. Và kính thưa cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, nhiều chuyện kể về việc làm chứng lắm. Việc làm chứng đấy không phải là học hiểu, học cao hiểu rộng, mà là chứng tá bác ái, chứng tá yêu thương. Chứng tá bác ái yêu thương thì đầu tiên ta phải xin ơn Chúa biến đổi mỗi người chúng ta. Chuyện kể về cái đời sống chứng tá của một người mới theo đạo đó, ta gọi là đời sống chứng tá của người tân tòng đó. Thế thì một người tân tòng ấy gặp một cái người vô thần hay là vô tín, không tin vào Chúa. Thế người vô thần này mới hỏi thăm anh về việc theo đạo của anh. Thì người vô thần nói này, nghe nói ấy, anh mới theo đạo Công giáo có phải không? Vâng, đúng ạ, đúng hơn là tôi mới theo đạo làm môn đệ Đức Giêsu Kitô. Người tân tòng trả lời như thế. Thế thì chắc anh phải là biết rõ về ông ta lắm. Vậy anh hãy cho tôi biết ông sinh ra ở đâu. Đấy, người vô thần hỏi như vậy. Thế người tân tòng trả lời thế này này, tôi đã học rồi, nhưng tôi rất tiếc là bây giờ tôi quên mất hết này, học quên hết này, chẳng nhớ gì cả. Thế cái người vô thần hỏi tiếp, vậy ông Giêsu, ông sống trần gian bao nhiêu năm anh biết không? Người tân tòng nói là tôi chẳng nhớ lắm. Thế vậy anh có biết là ông ta giao giảng bao nhiêu bài không? Làm bao nhiêu phép lạ không? Có bao nhiêu tác phẩm đã viết về ông ta không? Nói chung là cái sự nghiệp của ông Giêsu như thế nào? Người vô thần hỏi như thế. Thì người tân tòng nói là thực ra anh là, tôi xin lỗi anh là tôi cũng không rõ lắm nữa. Thì người vô thần nói là như vậy anh đã biết quá ít về ông Giêsu, anh biết quá ít. Vậy tại sao anh lại theo đạo của ông ta như thế? Biết nhiều, học hỏi nhiều, biết rõ về thân thế sự nghiệp của Ngài thì mới theo được chứ. Biết sơ sài như thế mà anh đã theo, anh là người đáng trách. Thế thì người tân tòng bình thản đáp thế này này, anh nói đúng đấy, tôi rất xấu hổ vì mới biết quá ít về Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng cái điều mà tôi biết rất rõ là như thế này này, thì 3 năm trước ấy, tôi là một tên nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ nần chồng chất, gia đình lâm vào cảnh tình trạng bất hạnh, vợ con đều buồn giận và không muốn nhìn mặt tôi nữa. Tôi chán nản và nhiều khi đến tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Thế nhờ anh biết thế này này, thế nhưng mà một hôm ấy, tôi gặp Đức Giêsu Kitô qua một người bạn Công giáo và được ghi tên và học giáo lý. Từ đó tôi học hiểu, được người hướng dẫn chú tâm làm ăn. Thế sau 1 năm tôi đã được trả hết món nợ nần gia đình tôi, rồi tôi đã chừa bỏ tất cả những tật say xỉn
và gia đình tôi tìm được cái sự hạnh phúc, bình an. Và sở dĩ tôi được hạnh phúc như ngày nay, tất cả là bắt nguồn từ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Và đó là những gì tôi biết rõ về Đức Giêsu Kitô, biết rõ về Người. Và kính thưa cụ, kính bà, cùng toàn thể anh chị em, câu chuyện đó cho ông ta hiểu rằng biết rõ Đức Giêsu Kitô không chỉ biết về trên lý thuyết, mà biết rõ Đức Giêsu Kitô là chính cuộc đời làm chứng tá của mỗi người chúng ta. Tạ ơn Chúa lắm đối với người ông ta, trong giáo xã hội ông ta, trong gia đình nội hội ông ta, đã hy sinh để nỗ lực làm việc không phải vì cơm no ấm, nhưng vì cuộc sống đời đời tương lai Chúa dành sẵn cho những ai biết tôn thờ Ngài, biết tin vào Ngài. Và tin Đức Giêsu Kitô không phải là một cái mớ lý thuyết, mà là một cái việc làm chứng một cách riêng đối với hội đồng vụ giáo xứ An Lập, họ Sơn Lập, tất cả quý chức đã đón nhận, đã tiếp nhận những lời mời gọi của Chúa, đáp trả lời mời gọi của Chúa trong suốt 4 năm hy sinh làm việc. Quả thực ấy, nếu ở xét ở bên ngoài ấy, thì chẳng ai lưu tâm đí về những chức vụ này. Thế nhưng mà vì con cái Thiên Chúa, vì hướng tới cuộc sống đời đời, hăng say ra công làm việc, mà hôm nay đã mãn nhiệm. Đã mãn nhiệm. Mãn nhiệm là gì? Mãn nhiệm là cái mãn nhiệm trong khoảng thời gian ấy, là 4 năm. Còn cuộc đời người cứ hiểu là chức vụ Đức Giêsu Kitô được kết hợp vào cái chức vụ Đức Giêsu Kitô là tiên tri, là tư tế, là vương đế trong suốt cả cuộc đời cơ. Nhưng một cách riêng ấy, trong khoảng thời gian cách đặc biệt, để là những người ấy, đứng mũi chịu sào lo lắng công việc của giáo xứ họ, của đoàn hội. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý chức. Và quả thực chúng ta thấy đấy, không ai là không có khiếm khuyết. Đấy là thực tế. Bất cứ ai có khiếm khuyết. Chúng ta tạ ơn Chúa lắm, vì Chúa luôn đang đong đầy vào những khiếm khuyết của mỗi người chúng ta. Thì xin Chúa ban cho tất cả mỗi người chúng ta, nói chung, cách riêng là quý chức đây, đấy, luôn tín thác vào Chúa như lời nguyện nhập lễ đã cho ta thấy. Lạy Chúa, chúng con được phúc gọi Chúa là Cha, được phúc gọi Chúa là Cha, gọi ông Trời là Cha, gọi Thượng Đế là Cha, hạnh phúc không? Tất cả mọi người chúng ta nhé. Đấy. Mà cách riêng nữa chúng ta hiểu rằng, vậy thì xin cho mỗi người chúng ta đấy thêm lòng hiếu thảo, nghĩa là cố gắng hiếu thảo thì nỗ lực hơn nữa làm những công việc mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, tùy theo khả năng của mỗi người chúng ta. Mạnh mẽ mở toang cánh cửa tâm hồn cho Đức Giêsu Kitô gửi vào. Không phải là chúng ta có khả năng nào cảm thấy là vững mạnh rồi để đến Chúa, đến để dâng cho Chúa đâu, nhưng mà dâng cả những khiếm khuyết, cả yếu đuối của chúng ta tin Chúa. Đó là lòng hiếu thảo. Và như vậy đấy, chúng ta đáng được hưởng gia nghiệp Chúa đã dành sẵn cho những ai biết tín thác nơi Ngài. Và vậy xin Chúa chúc lành tất cả mọi người chúng ta, thêm ý chí, nghị lực tất cả mọi người chúng ta, như lời Chúa mời gọi, hãy làm lành, lánh dữ, hãy theo Chúa, không phải trên con đường thanh thang, muốn làm thì làm, muốn không thì không, mà là đi theo con đường hẹp, là con đường Đức Giêsu Kitô. Ai muốn theo ta, từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày theo ta, để chúng ta cùng đi với Ngài, vác thập giá với Ngài, đóng đánh với Ngài, chịu chết với Ngài, và được hưởng đời đời với Chúa trên quê trời mai sau. Xin Chúa ban lành tất cả quý cụ, quý ông bà, toàn thể anh em, cách riêng là tất cả quý chức trong ban hội đồng vụ giáo họ xứ vừa mãn nhiệm. Amen. Giờ đây là nghi thức trao văn bằng mãn nhiệm cho quý chức trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ, ban hội đồng mục vụ và quý trưởng ban ngành đoàn hội giáo họ nhà xứ nhiệm kỳ 2017-2021. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, quý chức trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ An Lập, ban hội đồng mục vụ và quý trưởng ban ngành đoàn hội giáo họ nhà xứ nhiệm kỳ 2017-2021 đã chu toàn công việc mà Thiên Chúa đã trao phó qua sự tín nhiệm của cộng đoàn dân Chúa. Cách riêng văn bằng mà quý chức
lãnh nhận hôm nay là dấu chỉ bên ngoài cho sự hy sinh phục vụ của quý vị. Giờ đây, xin kính mời quý chức trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ An Lập có tên sau đây tiến lên. Xin mời ông Giuse Hoàng Văn Định. Xin kính mời ông Giuse Đỗ Trọng Trân. Xin kính mời ông Đa Minh Trương Cao Lập. Xin kính mời ông Giuse Mai Trần Huynh. Xin kính mời ông Giuse Mai Văn Triều. Xin kính mời ông Doan Nguyễn Văn Thuận. Xin mời ông Doan Vũ Văn Duyệt. Xin mời ông Vinh Sơn Đỗ Văn Tình. Xin mời ông Giuse Nguyễn Văn Lam. Xin mời ông Đa Minh Trương Khánh Chiên. Xin mời ông Giuse Hoàng Kim Tuynh. Xin kính mời ông Đa Minh Đỗ Quang Trung. Xin kính mời ông Đa Minh Nguyễn Văn Khâm. Xin mời ông Giuse Nguyễn Văn Vị. Xin cộng đoàn cùng nổ một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để cảm ơn quý chức trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ. Giờ đây xin kính mời quý chức trong ban hội đồng mục vụ và quý trưởng ban ngành đoàn hội giáo họ nhà xứ có tên sau đây tiến lên. Xin mời ông Giuse Nguyễn Văn Sự. Xin mời ông Vinh Sơn Mai Văn Trác. Xin mời ông Phêrô Trần Văn Nam. Xin mời ông Vinh Sơn Trương Văn Trì. Xin mời ông Vinh Sơn Hoàng Văn Thành. Xin mời ông Giuse Mai Trần Huynh. Xin mời ông Đa Minh Hoàng Văn Định. Xin mời ông Giuse Nguyễn Văn Ngọ. Xin mời bà Teresa Mai Thị Thược. Xin mời bà Maria Hoàng Thị Thơi. Mời ông Vinh Sơn Phạm Duy Liệu. Xin mời ông Giuse Nguyễn Văn Lừng. Xin mời bà Maria Đỗ Thị Lanh.
Xin mời bà Maria Hoàng Thị Nê. Xin mời ông Vinh Sơn Đàm Văn Kha. Xin mời bà Maria Đàm Thị Hưởng. Xin mời ông Du Xe Trương Văn Đương. Xin mời ông Du Xe Đỗ Trọng Thể. Xin mời ông Phêrô Mai Trần Ngự. Xin mời ông Du Xe Nguyễn Văn Đình. Xin mời ông Du Xe Mai Trần Quảng. Xin mời ông Du Xe Đỗ Văn Khắc. Xin mời ông Phêrô Nguyễn Văn Thức. Xin mời ông Đa Minh Đàm Văn Tưởng. Xin mời ông Du Xe Đỗ Văn Biển. Xin mời ông Du Xe Mai Văn Tỉnh. Xin mời ông Du Xe Đỗ Văn Chiến. Xin mời ông Du Xe Mai Văn Trị. Xin mời ông Du Xe Mai Văn Chuyển. Xin mời bà Maria Lê Thị Lan. Xin mời ông Du Xe Đỗ Duy Mạnh. Xin mời ông Đa Minh Úy Nguyễn Văn Thành. Xin mời ông Đa Minh Hoàng Thế Vang. Xin cộng đoàn cùng nổ một tràng pháo tay thật dài thật lớn để cảm ơn các quý chức. Xin mời quý chức chúng ta tiến về chỗ. Xin mời cộng đoàn đứng tiếp tục tham dự thánh lễ. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại nhớ lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên yêu Đức Chúa Cha
và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Bà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thì ân công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là bánh hàng sống từ trời xuống. Ăn bánh này sẽ được sống muôn đời trong niềm cảm tạ Thiên Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện sau đây. Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái mình siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và mình máu Thánh Chúa cách ý thức, sống động, tích cực và hiệu quả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe và thực hiện lời mời gọi tha thiết của Hội Thánh. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Bí tích Thánh Thể là bí tích hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bất hòa, chia rẽ, tìm thấy nơi thánh lễ nguồn mạch của sự hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chỉ có Chúa mới làm cho con người thỏa mãn cơn đói nơi thể xác và tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tìm kiếm Chúa là nguồn chân thiện mỹ đều luôn được gặp người. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Tất cả chúng ta cùng ăn một bánh và uống một chén. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực sống cuộc đời bác ái. Đó là không chua cay gắt gỏng, cũng không nóng nảy giận hờn hoặc la lối thỏa mạng, và luôn trách nhiệm mọi hành vi gian ác. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay cũng là ngày Quý Hội đồng Mục vụ khóa 2017-2021 kết thúc sứ vụ. Mặc dù trong suốt thời gian phục vụ Cộng đoàn Dân Chúa nhiệm kỳ 4 năm, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót đối với Chúa và với Cộng đoàn. Xin Chúa tha thứ những bất xứng của chúng con. Xin Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình quý vị luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết can đảm mở toang cánh cửa của tâm trí để đón nguồn lương thực là lời Chúa, và để đón nhận mình máu Thánh Chúa, để lời Chúa mình Thánh Chúa biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con hăng say ra đi phục vụ Chúa trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chị em chúng ta cầu nguyện đấy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được đảm bảo hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng bầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng... Các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các thượng trời. Chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các thượng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tiến cho Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong tâm tình hiệp thông cùng với các viên chức, hội đồng mục vụ giáo họ giáo xứ An Lập niên khóa 2017-2021 luôn tạ ơn Chúa, cũng như tâm tình chúng ta luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cũng như cầu xin ơn Chúa ban những cần thiết để chúng ta giữ vững đức tin làm cho Chúa trong cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn. Vãng sinh đến tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse mới qua đời, linh hồn Maria nhân dịp rỗ mãn tang 3 năm, và tạ cầu nguyện cho các linh hồn.
Chúa đã gọi nó khỏi thế gian này về với Chúa, thì xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thánh được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Nhi Chúa, Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
các ban ngành đoàn thể hội giáo hạ sứ đã không ngại bất cập thời gian đã phục vụ tận tình chu đáo để thành lễ hôm nay thật sốt sắng và long trọng. Chúng con xin tri ân cha cố, quý cha quê hương, quý thầy, quý cố, quý chức, quý ân nhân, thân nhân xa gần lãng mạn, các quý tế của giáo hạ sứ và toàn thể cộng đoàn. Giáo sư, liên giáo sứ và giáo họ luôn luôn cầu nguyện, đồng hành, giúp đỡ, chỉ dẫn yêu thương tha thiết để ngoài công việc chúng con thực hiện trong nhiệm kỳ qua được ngoại sứ tốt đẹp, thái hòa, khả năng xây dựng trang điểm cho giáo sứ giáo họ mỗi ngày tốt đẹp hơn. Thật như lời Chúa dạy, cứ giới chỉ này người ta nhận biết các con là môn đệ của thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Chúng con vẫn biết rằng mặc dù đường trang và tất cả quý cộng đoàn yêu mến hết sự giúp đó, nhưng để đáp trả lại nghĩa cử đó, chúng con còn quá nhiều thiếu sót từ cử chỉ, lời nói, việc làm, cách cư xử. Chúng con tha thiết xin quý đồng bào và quý cộng đoàn tha thứ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn. Một lần nữa, chúng con xin tri ân và cảm tạ. Chúa ở cùng anh.